Dạ, em chào anh cần em tư vấn gì không ạ? Em ơi, bên mình có cái đồng hồ để mà xem được giờ không? À, mà còn phải đẹp sang xịn mịn nữa đấy nhá. Anh mua anh thay cái đồng hồ thông minh để của anh cái. Dạ, bên em thì có rất là nhiều đồng hồ chính hãng mà anh cần ạ. Nhưng mà anh đang dùng Apple Watch, nhưng mà tại sao lại muốn đổi thế ạ? Hôm trước ấy, anh đi tập thể dục buổi đêm về, xong cái nó gửi tin nhắn về cho vợ anh, ghi là nhịp tim của anh tăng cao trong vòng 20 phút. Thế là về và anh đấm anh một trận. Thì tưởng là anh đi với gái. Công nhận là nguy hiểm thật đấy ạ. Lại còn dẫn đến tình cảm nữa. À đây, bên em có các mẫu đồng hồ này, giá vừa rẻ lại còn sang trọng, phù hợp với khi mà anh đi gặp đối tác hay là bạn bè đấy ạ. Nice. Đẹp thế nhờ. Lấy luôn cho cái này đi. À, lấy thêm cho cái này nữa. Anh mua cho bản thân anh. Cùng hội đi đi tập thể dục đêm với nhau mà. Công nhận anh chăm chỉ rồi đấy. Mà bình thường anh hay tập ở chỗ nào đấy ạ? Anh tập ở Trần Duy Hưng.